Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là một số nội dung chính có trong chuyên mục. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tích cực triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Ngành bảo hiểm xã hội thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành 99,99% chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho trên 100 nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc Bưu điện tỉnh và hệ thống Viettel Tuyên Quang. Các học viên đã được nghe phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bao gồm đối tượng, thủ tục tham gia, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, quy trình thu nộp tiền và kỹ năng quản lý tài chính, những hạn chế trong quá trình thu nộp bảo hiểm, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, khai thác các đối tượng theo nhóm tiềm năng. Các học viên đã thảo luận, đặt ra các tình huống giả định để được giải đáp và tư vấn. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị kỹ năng cơ bản để trở thành nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền hoạt động hiệu quả. Trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Từ tháng 10 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức được 11 hội nghị tuyên truyền với trên 1.500 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia. Thông qua các buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, hội viên đã được thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cập nhật các nội dung mới từ năm 2022. Một số nội dung cơ bản, nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội, những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thủ tục, mức đóng, phương thức đóng, sự hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia, những nội dung cơ bản về bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên các cấp hiểu đúng, đủ về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm, tạo niềm tin khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Sáng ngày 10 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 cho trên 300 đại biểu là cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, các thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đối thoại, tư vấn, giải đáp với doanh nghiệp về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các doanh nghiệp trong thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm rõ những khó khăn vướng mắc về quy định đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, lao động chênh lệch theo dữ liệu cơ quan thuế cung cấp và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách bảo hiểm cho người lao động. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản số 1294 phát động thi đua triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số đến các phòng nghiệp vụ, văn phòng và Bảo hiểm xã hội các huyện. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh giao trong việc triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số, cán bộ phòng truyền thông và phát triển đối tượng tỉnh đã phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, chủ động phối hợp với đại lý thu triển khai cập nhật bổ sung định danh cá nhân, căn cước công dân và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VSSID. Khi mà chúng tôi có cái thẻ bảo hiểm y tế mà cán bộ về để làm cái VSSID cho chúng tôi, để cho chúng tôi thuận lợi trong cái việc khám chữa bệnh, thì đến bây giờ tôi có thể là tôi khám chữa bệnh không phải chỉ bằng thẻ bảo hiểm y tế hoặc là bằng căn cước công dân cũng được, và tôi khám bằng chính cái điện thoại của tôi, giúp cho tôi thuận lợi được nhiều. Đến hết ngày 31 tháng 12, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường các giải pháp và triển khai có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương, nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân.
đăng ký cài đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VSSID theo phản ánh từ người dân và địa phương. Đồng thời rà soát việc tạo lập tài khoản ứng dụng VSSID của người tham gia theo từng tuần, từng tháng để hướng dẫn người tham gia đăng ký, cài đặt tài khoản VSSID. Kịp thời hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký tài khoản, điều chỉnh, bổ sung email và giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VSSID. Việc cài đặt VSSID đã được cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai bằng rất nhiều hình thức, đa dạng hóa cái cách thức tổ chức triển khai. Ví dụ như tổ chức qua, cài đặt qua các hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền chính sách và đến từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, thì kết hợp hướng dẫn cài đặt cho bà con một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó là tạo điều kiện cho thuận lợi cho bà con trong việc tham gia bảo hiểm y tế cũng như là việc khám chữa bệnh. Với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng phòng chuyên môn nghiệp vụ và từng cá nhân, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang sẽ sớm đạt tỷ lệ tối thiểu 95% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cập nhật, bổ sung định danh cá nhân, căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và bao phủ ứng dụng VSSID tới 100% nhóm người tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động. Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cụ thể với quyết tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phòng quản lý thu là một trong những phòng có số lượng công việc tương đối cao của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, phòng đã chủ động phân công nhiệm vụ chi tiết và cụ thể đến từng cán bộ, viên chức trong phòng. Và căn cứ vào cái sự phân công nhiệm vụ đó thì viên chức ở trong phòng chúng tôi luôn bám sát vào cái sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, phối hợp và bám sát đơn vị để triển khai cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để nhằm đảm bảo cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến nay toàn tỉnh có trên 134.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt gần 116% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 117.000 người, đạt gần 124%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 108.000 người, đạt trên 124% kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 740.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là hơn 91%. Thì với cái chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh trong cái công tác thu và quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, phối hợp với các trường học thực hiện triển khai việc thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên hàng năm đảm bảo theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế, và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để thực hiện đôn đốc công tác thu cũng như là công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Và phấn đấu trong năm 2022 chúng tôi sẽ hoàn thành vượt các cái chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trong những tháng cuối năm, để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ sở hữu lao động, góp phần hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội các cấp đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế đến học sinh sinh viên. Đến nay đã đạt 99,99% kế hoạch giao. Ngay khi bước vào năm học mới, trường Trung học phổ thông Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về lợi ích và quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Từ việc tích cực phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm, nhà trường và phụ huynh học sinh, các em đã có thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng. Thì vừa rồi thì em cũng bị Abidan và em đã đi khám ở cái trạm xá của xã ấy ạ. Thì em đã dùng thẻ bảo hiểm y tế của học sinh để mà được hỗ trợ. Thì cái việc đó thì em được miễn phí rất là nhiều các loại thuốc, cũng như là được từ việc đó thì em cảm thấy là em giảm được rất là nhiều những chi phí. Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 168.900 em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,99%. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho trên 77.950 lượt,
với tổng chi trên 40 tỷ đồng. Vâng, về cái bảo hiểm y tế cho các cháu thì một khi mà ta đã tham gia thì ta có cái quyền lợi trong đó. Thì khi mà hưởng lợi thì các cháu đã yên tâm về cái việc là mình có bệnh thì đã được coi thế là bảo hiểm chi trả. Thế cho nên là cái việc chất lượng học tập của các cháu thì các cháu cũng thấy rất là thoải mái để mà tích cực học tập. Đấy, vì là nếu không may có bị ốm đau hoặc rủi ro gì thì đã có bảo hiểm chi trả. Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái văn bản chỉ đạo về công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, và đồng thời cùng với đó thì cũng phối hợp với Sở Giáo dục để ban hành các cái văn bản chỉ đạo đối với phòng giáo dục cũng như là các trường học trên địa bàn toàn tỉnh để đưa cái chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh vào là một cái chỉ tiêu để đánh giá trong cái các tổ chức đảng cũng như là đánh giá chất lượng của các trường học trong các năm học. Thế và với cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các trường và triển khai, và trong cái năm 2022 thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh cũng đã đạt được là trên 99%. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của ngành giáo dục và đào tạo, các tổ chức đoàn thể về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng đã góp phần mang chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Bảo hiểm xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.